kinh doanh hàng Thái Lan cho người mới bắt đầu. Nếu muốn kinh doanh hàng tiêu dùng Thái Lan thì chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn một số bước cần chuẩn bị khi bắt đầu vào việc kinh doanh. 1. Tìm hiểu nhu cầu thị trường khách hàng nhắm đến là ai. Trước khi bắt đầu cho việc kinh doanh nào cũng vậy, bạn nên xác định rõ sản phẩm chủ lực của bạn kinh doanh là sản phẩm gì và với sản phẩm đó sẽ bán cho những khách hàng nào. Các mặt hàng tiêu dùng Thái Lan hiện nay chủ yếu được chia làm 4 loại chính: mặt hàng sản phẩm mỹ phẩm như nước giặt, tẩy rửa, dầu gội, sữa tắm, xà phòng, sữa rửa mặt, nước hoa; mặt hàng tiêu dùng gia đình, các sản phẩm nhựa, thủy tinh, bàn chải đánh răng, các đồ vật dụng inox; mặt hàng thực phẩm, các sản phẩm dinh dưỡng như bánh, kẹo, ngũ cốc, đồ uống, sữa, quần áo, giày dép, giấy, tăm bông; mặt hàng thời trang Thái Lan, các sản phẩm như quần áo, giày dép, túi sách. 2. Chuẩn bị vốn. Số vốn ban đầu cho việc kinh doanh mặt hàng tiêu dùng cũng không phải quá lớn. Để có thể mở được một cửa hàng với đầy đủ sản phẩm cần chuẩn bị từ 300 tới 400 triệu đồng. Còn nếu như mở đại lý thì số vốn bỏ ra sẽ không hề nhỏ, sẽ khoảng trên 1 tỷ đồng. Còn lại, nếu với số vốn ít hơn thì bạn nên nhập hàng bán online tại nhà, chuẩn bị khoảng hơn 10 triệu đồng là tạm đủ. 3. Tìm nguồn hàng Thái Lan. Trên đây là một số gợi ý chúng tôi sẽ gửi tới các bạn cách tìm nguồn hàng Thái Lan. Tìm nguồn hàng trong nước. Việc mới bước chân vào kinh doanh mặt hàng mới, có thể bạn chưa nắm rõ việc nhập hàng từ Thái Lan về hoặc bay qua Thái Lan để tìm nguồn hàng, thì bạn nên tham khảo gợi ý nhập hàng ngay tại Việt Nam. Hiện nay, có nhiều công ty được thành lập chuyên phân phối các loại mặt hàng Thái Lan. Bạn có thể tìm kiếm nguồn hàng ngay tại các thành phố lớn như Hồ Chí Minh, Hà Nội, hoặc bạn có thể tìm kiếm qua mạng Internet, các hội chợ hàng tiêu dùng Thái Lan. Nhưng bạn cũng lưu ý một điều, do bạn nhập hàng qua trung gian nên giá của sản phẩm sẽ cao hơn thực tế đôi chút và khả năng cạnh tranh sẽ giảm hơn. Sang trực tiếp Thái Lan để nhập hàng. Khi bay sang trực tiếp Thái Lan để nhập hàng về bán, bạn sẽ có những có cơ hội săn những nguồn hàng chất lượng với giá ưu đãi nhất, còn chọn những mặt hàng tốt nhất, ưng ý nhất. Tại các khu chợ như Prachunam, chợ cuối tuần Chatuchat, chợ đêm Sualum, chợ Sampeang, các siêu thị lớn như Lotus, Texaco, Center, Robinson, Big C. Tại các trung tâm thương mại lớn như Central World, Bombay Tower, Platinum Fashion Mall, Siam Paragon, Panchip Plaza. Ngoài ra, các cửa hàng miễn thuế như King Power, nơi buôn bán các mặt hàng miễn thuế rất đa dạng. 4. Chọn địa điểm kinh doanh. Nếu đã có được địa điểm kinh doanh thì tốt nhất là bạn khỏi lo về vấn đề này. Nhưng nếu bạn chưa có địa điểm kinh doanh thì bạn nên tìm địa điểm kinh doanh phù hợp với sản phẩm bạn đang kinh doanh và đối tượng nhắm đến. Ví dụ, bạn kinh doanh mặt hàng quần áo dành cho giới trẻ thì bạn nên chọn địa điểm ở những nơi gần ký túc xá sinh viên, trường học. Nếu mặt hàng là hàng tiêu dùng cá nhân thì nên chọn những khu dân cư, nơi tập trung đông người qua lại. 5. Quảng cáo bán hàng. Khi đã ổn định về nguồn hàng, địa điểm thì bạn sẽ bắt tay vào việc kinh doanh và trong quá trình kinh doanh, bạn cũng nên có những chương trình khuyến mãi để kích thích khả năng mua sắm của khách hàng như là tích lũy điểm, giảm giá, quà tặng kèm nhằm tăng doanh số bán hàng. Nếu bạn kinh doanh nhỏ lẻ hay cửa hàng lớn thì song song với việc bán hàng trực tiếp thì bạn nên lập cho mình website fanpage để có thể tiếp cận được nhiều khách hàng và tăng doanh số của cửa hàng. Ngoài ra, bạn cần phải có cho mình một phần mềm quản lý bán hàng để phù hợp cho việc bán hàng và chăm sóc khách hàng. Quý vị và các bạn vừa được nghe kinh doanh hàng Thái Lan cho người mới bắt đầu. Quý vị và các bạn có cảm nhận như thế nào? Hãy để lại bình luận bên dưới video để chuyên gia của chúng tôi giải đáp, like và chia sẻ nếu thấy hay. Và đừng quên đăng ký kênh Tài chính Kinh doanh để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.